Bây giờ mẹ nhiều việc lắm con. Về tưởng đâu là đã làm được nhà ở thì đã nhá. Không được khóc với ba. Bộ chân này.
45.000 một con đấy. Thank you.
Thảo, ơi dồi ôi, mẹ đến rồi nha. Ok, con nhớ mẹ lắm ạ. Ở đây đây, lúc nào cũng nhắc mẹ đây. Mẹ lắm á. Con cậu ngoan á, cậu bà ngoại cũng ngoan á. Bà làm cái gì cũng hổ bà làm nè, giỏi lắm. Quay quạt lên trong. Mẹ bận quá không được theo em Sương ấy. Nhưng mà em ở với bà ngoan mà. Sao đâu? Mẹ đi họ về lấy hết vườn cam của mình rồi. Chưa. Bán nhà rồi, không có nhà, mẹ phải làm nhà mới. Bố đi nợ nhiều tiền người ta nhiều quá, họ bị lấy hết nhà, lấy hết vườn cam rồi. Mẹ phải làm nhà mới xong mẹ mới về thăm con được ấy. Khi nào sắp đi học mẹ mới lại về đón con. Bây giờ mẹ nhiều việc lắm, con về con cô theo mẹ đi làm được nhé. Làm gì mà đi nợ nhiều thế? Không biết được á. Bố thì đi làm ăn thua lỗ thì còn không liên lạc về nữa. Nợ người ta hơn 100 triệu, không có tiền trả. Giờ người ta bên lấy nhà rồi, vườn rồi. Thế là bây giờ con phải làm nhà mới rồi. Các tự làm cái nhà bé bé ở rồi. Cả nhà không có ở thì lại làm điều ở thôi, thế con phải ở với bà nhá. Xong là mẹ về mẹ mới lại làm điều, xong con đi lúc nào con đi học thì mẹ mới lên đón con về nhá. Con phải ngoan nhá. Tưởng đâu là đã làm được nhà ở thì đàng hoàng được ở với vợ với con, bây giờ lại đi nợ nần nhiều thì cả nhà không về nữa, biết đi đâu rồi. Nước ở trong xô ấy. Và bé ngô thôi nhờ, bé ngô chăn gà thôi nhờ. Ừ, chị bà xấu quá nhờ, bé khó quá nhờ. Ừ. Cơm đi, cơm đi. Này, cơm đi. Con dùng thìa hay dùng đũa? Thìa thì bỏ đứa ra đi. Cơm thôi. Đấy, thì con khách thế nhá. Đấy. Đấy, này, mẹ để cho cái này nhá. Chấm không? Chấm không? Chấm nhá. Ôi dồi, no lắm rồi nhỉ.
Đây. Lần này bà lấy được bà không cho nữa nhá. Hôm nữa sau con ở bà ngoại nhá. Để lại làm việc ấy, mẹ bận lắm không có thời gian ở với con ấy nhá. Cô ở thì bà ngoại mấy hôm mẹ lại đi thăm con nhá. Mẹ vất vả lắm vì còn làm nhiều việc lắm ấy nhá. Cô đừng ngoan nhá. Đừng ngoan nhá. Không được khóc với bà đấy nhá. Không được khóc. Không được nhìn thấy chưa. Bà không được nhìn nhá. Nghèo lắm nhé, không có gì đâu nhé. Không kiếm tiền cho con nhé. Mai con đi học cũng có quần áo mới để mặc hết nhé. Thôi con ở với bà nhé. Cho mẹ về nhá, mẹ về kiếm tiền nhá. Mẹ về mẹ khổ quá, không có gì ấy. Bà tính như bà bác hai con lợn con cho mẹ mang về chăm nhá, làm giống nhá. Đúng đáng thôi, không biết làm nào đâu. Về mẹ cho hai con lợn mang về nuôi làm giống cây lại làm lại thôi. Bây giờ mẹ đi bán lợn xong mẹ đi về nhá, con đây bà ngoại nhá. Mẹ đi bán lợn của bà ngoại xong mẹ về ấy. Con cái lá đã cùng tham mình hết lá.
Thank you.